Hello, xin chào hết các bạn đến với cái kênh Tài Cá Vlog. Rồi thì trong cái video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến các bạn cái cách các bạn phân tích bệnh lý ra để các bạn nhận biết được cái loại bệnh để các bạn điều trị cho nó đúng nha các bạn. Thì đa phần thì trong những cái video mình làm là trong thời gian gần đây thì nói chung là những video của mình làm là đa phần nói về mặt cái lý thuyết, nhưng mà các bạn cũng không có nôn nóng và các bạn hãy chờ đợi mình sẽ tiếp tục, mình sẽ ra cái những cái video mình sẽ làm cái theo cái quy trình của cái lý thuyết mà mình đã nêu ra cái từng cái video mình để chia sẻ với các bạn. Thì nhiều bạn thắc mắc, các bạn hỏi thì nói sao mình cứ làm những video về nói về lý thuyết không có thực hành. Thì mình sẽ có thực hành nha các bạn, mình sẽ có thực hành nó từng bước một cho mình không có làm nó lộn xộn cho bằng thì mình không có làm được nha các bạn. Các bạn thông cảm và các bạn cũng chia sẻ cho mình. Rồi thì cái video ngày hôm nay mình cũng nói đến cái vấn đề là phân tích cái bệnh lý. Thì các bạn thường nghe nói cái trùng mặt trời, cái bệnh lý ở đây là bệnh lý trùng mặt trời, trùng bánh xe. Thì những cái loại bệnh này nó phổ biến, các bạn mà biết thì các bạn chưa rảy kịp thời thì nó sẽ sống sót, mà các bạn phát hiện muộn thì nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Thì cái hai loại trùng này cơ bản nó sẽ làm lớp mang và da, nó bám vào lớp mang và da cá, nó có phủ một lớp nhớt nha các bạn, và cá nó khó thở. Các bạn nhìn vô cái con cá của các bạn đang nuôi, nó có một cái da nó có đen sậm, có một màu đen sậm các bạn, nó tập trung ở cái mặt nước để mà nó lấy không khí. Đó là cái biểu hiện, cái dấu hiệu mà trùng bánh xe, thường người ta nói trùng bánh xe, trùng mặt trời nha các bạn. Rồi thì tiếp theo nữa thì mình muốn nói chia sẻ thêm một cái nữa là trên thân nó có nhiều nhớt trắng đục các bạn. Khi các bạn cái lớp cá mà nó có một lớp màng nó bao phủ cái lớp bao phủ của cá của bạn mà nó có một màu trắng đục. Các bạn lưu ý hơn nữa thì các bạn có thể các bạn tắt cái mang của con cá ra, tắt cái mang của con cá ra. Nó có một cái lớp trắng đục, nhớt trắng đục y xì cái lớp mà nó bám vào bên ngoài thân của con cá, nó sẽ bám vào cái lớp mang bên trong của con cá, các bạn tiết ra rất nhiều nhớt. Nó cũng có màu trắng đục y xì mà các bạn vô phía ngoài nha các bạn. Thì nói đến cái hai cái hoặc nói đến cái loại trùng mặt trời này các bạn, tác hại của nó rất là lớn nha các bạn. Nó gây hại trên cá nhỏ, bệnh nhẹ thì gầy yếu và nó sẽ chết dần, gầy yếu và nó sẽ mất sức đề kháng, nó chết dần đi. Cái loại này nó có thể nhiễm 90-100% luôn nha các bạn, nhiễm nặng luôn các bạn. Và cái cường độ nhiễm của nó là 20-30 con trên một cái con cá của bạn. Tùy theo bạn phải sử dụng cái tiêm vi rồi các bạn xét nghiệm nó các bạn mới biết được. Thì sau này mình sẽ làm những video đấy, mình sẽ trực tiếp làm cho các bạn xem luôn. Các bạn bây giờ mình sẽ nói lý thuyết, các bạn chịu khó các bạn lắng nghe phần lý thuyết, xong rồi sau này mình sẽ thực hành cho các bạn. Rồi cái bệnh khi cường độ nó nhiễm khoảng 50-100 con các bạn, với cái kính 10 nhân x 10 x các bạn, đối với cá nó bệnh nặng, cái bệnh nặng thì cường độ nhiễm nó sẽ là 200-250, rất là nhiều các bạn. Trùng nó bám dày vào cái bám rất nhiều trên cái da của con cá có, mà nó trên vây cũng có, mang của cũng có các bạn. Nó sẽ làm nó phá hủy hết tất cả cái cấu trúc
của tia mang con cá. Thường các bạn dịch cá này là tập của tia mang, nó sẽ phá hủy cái tia mang của con cá đi các bạn, và nó sẽ làm cản trở cái hô hấp của con cá các bạn, nó dẫn đến là cá nó bị thiếu oxy và chết cho các bạn. Thì cũng như là lá phổi của con người, các bạn sống như bằng hô hấp bằng lá phổi của mình, thì con cá nó sẽ nhờ cái mang nó để nó hô hấp và nó trao đổi khí, giúp con cá nó sẽ sống. Và khi mà cái loại trùng này nó bám vào, nó sẽ làm phá hủy cái lớp mang này đi, nó làm con cá của các bạn nó không thể nào nó hô hấp được và sẽ chết các bạn. Và mình thì mình cũng chia sẻ một cái loại bệnh trên cái video này, và mình sẽ sau này mình sẽ ra một cái video mình sẽ thực hành, mình sẽ bắt những con cá mà có loại bệnh này, mình sẽ quay video từng khâu một và mình sẽ làm thực hiện chữa trị như thế nào, phân tích như thế nào, rồi chữa trị nó cho các bạn nào các bạn theo dõi mình, các bạn sẽ hiểu hết về câu chuyện của mình ra những video hữu ích nha các bạn. Rồi thì cũng như thường lệ, thì các bạn thấy mình chia sẻ hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký và hãy like mình, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, sẽ có nhiều cái bài mình ra nó hữu ích cho các bạn. Rồi xin chào.